Đẹp không? Lắp vào có đẹp không? Lắp vào vẫn đẹp đấy chứ không đẹp. Đập nhát cắn lùn ra ngay. Rơi xuống đất đi, cuốn đi. Đập cắn xuống đất đây. Đấy, cái cỏ nhà này bây giờ lần sau mình không nhập nữa. Nhà nào anh? Nhà vẫn nhập, mình nhập nhiều. Cái nhà mà bán cái sim ấy anh ấy. Con này có cả biệt áp mà. Có. Và được có biệt áp. Đây, ngồi ra. Đây là sự thật của một chiếc sạc iPhone. Nếu bạn xem đơn giản đến lạ thường. Dí cho anh cái mỏ hàn vào hai cái mắt này một tí. Cái mỏ to. Đấy các bác mua sạc về bán nhớ bổ ra nhà xem nhá. Xem nó có xịn không nhá. Trong đống màn nó có mấy con IC USB 5S đấy nhá. Em tháo ra để ý. Để anh xuống để cho anh để nằm ngửa cái này này. Ngửa lên ấy, ngửa cái chữ lên. Chưa lấy lẹt đây. Đấy. Chỉ thế này thôi. Nhưng mà công nhận nó làm nhà cũng rẻ nhỉ. Đây chân USB. Đây là tủ. Thôi, màn phô trương cái sạc củi này đến đây kết thúc.